Chào tất cả mọi người trên chương trình Tiếng Nói Phụ Nữ 30 Cộng vào mỗi tối thứ ba lúc 10 giờ tối. Thì hôm nay thật ra Trân rất là hào hứng để có thể chia sẻ cái chủ đề tối ngày hôm nay. Và nếu như bạn thật sự là một người đang quan tâm đến tài chính, quan tâm đến việc làm sao để mình có thể có được một cuộc sống sung túc hơn, thì ngày hôm nay đó là điều có thể bạn sẽ tìm thấy cái lý do tại sao mình chưa đạt được cái sự sung túc như là mình mong muốn. Dù rằng mình đang làm việc rất là cực lực, mình cũng rất là chăm chỉ, tiết kiệm, nhưng mà mình không cảm thấy hài lòng về cái thu nhập, về cái đời sống tài chính của mình. Xin chào Huệ Anh, xin chào anh Tuấn Trần và xin chào Luna. Hello em gái. Và đó là cái lý do mà Trân tin rằng khi mà bạn bắt đầu để vào cái live này thì bạn hãy nên hình dung xem là cái tài chính điểm 10, cái sự sung túc và giàu có mà bạn đang hình dung, nếu bạn được quyền quyết định thì nó như thế nào ạ? Mọi người có thể comment xuống và mô tả xem là nếu mà cái đời sống sung túc điểm 10 mà mình đang mong muốn đó thì mình đang ở mức bao nhiêu điểm anh chị? Đó là cái câu hỏi mà nhiều năm trước Trân được hỏi, và từ đó nó đã thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái sự sung túc, về cái sự giàu có. Hello Thức. Thì đó là cái việc là mình hình dung là làm sao để ngay ngày mai mà nếu bạn không có đi làm việc nữa đó, mình có một cái sự việc gì đó mà mình có thể ngừng, không có làm, thì mình cũng có thể sống được, mình cũng có thể duy trì được cái cuộc sống của mình đó nhỉ. Và cái khái niệm đó làm cho Trân suy nghĩ lại là tại sao. Bởi vì thời điểm đó cái thu nhập của Trân cũng tương đối là cao, nhưng mà nếu mà mình dừng lại đó thì hình như mình cũng chỉ sống được một vài năm mà thôi. Là bởi vì cái sự tiêu dùng của mình cũng như mọi cái kiến thức của mình về tài chính đó, nó không có nhiều quá nhỉ. Và khi đó thì Trân có một cái, từ đó mình nhận ra là hình như mình phải học. Ở đây ai cảm thấy là mình rất là tự tin về cái đời sống tài chính của mình ạ? Mình cảm thấy mình tự tin về những cái kiến thức đó. Và những cái kiến thức ngày hôm nay Trân chia sẻ cho mọi người, đó là những cái điều mà mình đã học ở trong cái chương trình gọi là Wealth Mastery, tức là làm sao làm chủ được cái sự thịnh vượng của mình. Một cái chương trình rất là đặc biệt của Tony Robbins diễn ra ở Fiji cách đây năm 2016, cách đây 2 năm. Thì may mắn là hai vợ chồng mình đã ra một cái quyết định là bay từ Việt Nam, bay một cái chuyến bay khá dài đó nhỉ, khoảng 30 mấy tiếng, và transit qua nhiều thành phố cũng ở thời điểm này cách đây 2 năm về trước để đến Fiji học hai cái khóa liên tục, đó là Life Mastery và Business Master, Life Mastery và Wealth Mastery các anh chị, tức là làm sao làm chủ được cái cuộc sống và làm chủ được cái tài chính, cái sự thịnh vượng của mình. Và ngày hôm nay ai cảm thấy hào hứng nếu mà Trân chia sẻ cho mọi người biết là cái lý do mà Trân đã nhận ra được ở đó tại sao mình chưa có được cái tài chính như mình mong muốn ạ? Ai cảm thấy sẵn sàng rất là muốn nghe những cái điều này thì mình có thể comment xuống là tôi muốn ha. Và bạn cũng có thể share cái video này, share cái live này đến những cái người bạn của mình, hoặc ở góc phía bên trái ở bên dưới có những cái có một cái chỗ để mình có thể mời bạn bè hoặc là share về những cái group mà mình tin rằng có thể mang lại giá trị cho họ anh chị. Và để có thể đi học được ở tại Fiji thì đây là một cái buổi học mà chỉ có 95 người tham dự thôi anh chị, mà hầu hết những người này họ đến từ nhiều quốc gia ở trên thế giới và thu nhập của họ hàng năm phải trên hàng triệu đô anh chị. Chỉ có duy nhất hai vợ chồng mình ở đó, khi mà mình nhận được một cái tờ yêu cầu là ghi xuống cái thu nhập hàng tháng của mình anh chị, và mình ghi xuống xong thì mình thấy cái ví dụ mà người ta để ở đó là cái con số mỗi một tháng cái thu nhập phải từ 100.000 đô trở lên anh chị, hoặc là cái lifetime income một năm của bạn phải trên 1 triệu. Thì hai vợ chồng nhìn nhau cười và nói rằng chết rồi, hình như mình đi lộn chỗ quá nhỉ. Nhưng mà mình tin rằng mình không có đi lộn chỗ, bởi vì mình thật sự muốn làm chủ được cái sự giàu có của mình, làm chủ được cái sự thịnh vượng của mình, nên mình đã có mặt ở đó, mình đã dám đầu tư một số tiền không nhỏ anh chị để hai vợ chồng đi học ở đó. Thì qua 2 năm trên áp dụng thì mình cảm nhận được là cái tài chính của mình nó hoàn toàn khác hẳn. Cái việc mà mình làm chủ được cái tài chính của mình á, nó rất là khác. Cái sự an toàn, và mình bắt đầu học được cái khái niệm không phải là tự do tài chính anh chị, mà đầu tiên nó phải đi từ sự an toàn. An toàn là sao? Là ngày mai bạn không đi làm nữa, bạn không còn một cái nguồn thu nhập nào hết,
nhưng bạn vẫn có thể duy trì được cơm ăn áo mặc, những cái nhu cầu rất là thiết yếu trong cái cuộc sống của bạn và gia đình hàng ngày, thì đó là lúc chúng ta đạt được cái mức an toàn. Và bước thứ hai, mọi người cũng có thể comment xuống cái nốt lại ha, và cái thứ hai đó là khi mà mình có thể đạt được cái ngưỡng là độc lập tài chính sau cái an toàn, đó là mình có thể có ra thêm một cái khoản dư để mình có thể đi chơi, để mình có thể là làm một số điều như là mua sắm vân vân. Và cuối cùng thì nó mới tới cái sự tự do tài chính. Cái gì tự do tài chính là gì? Có nghĩa là mình muốn sống như thế nào cũng được, mình muốn lựa chọn cái phong cách sống của mình ra sao thì mình hoàn toàn được quyền làm chủ cái điều đó, và mình không có bị ảnh hưởng bởi cái việc là mình có làm việc hay không có làm việc. Thì thường đó là những người người ta có một cái sự đầu tư nhất định, người ta tạo ra được một cái dòng tiền. Nhưng mà trước khi để đạt được những cái điều đó đó, thì mình thật sự phải nắm được cái những cái kiến thức mà đầu tiên gọi là để mình có thể tránh được cái việc là vì sao có nhiều người ai cũng khao khát sự giàu có đúng không ạ, nhưng mà không có nhiều người đạt được cái điều này. Và khi mà Trân học về những cái điều này thì mình nhìn lại mình thấy là bản thân mình cũng vướng phải rất là nhiều cái gì, ít nhất là hơn 50% những cái điều này mình có. Và Trân tin rằng những gì Trân sắp chia sẻ tới đây đó thì bạn sẽ nhận ra được rất rõ là tại sao mình chưa có được cái tài chính như ý mình mong muốn anh chị. Cái số 1, mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người có sẵn sàng để nghe những cái điều này chưa? Cái điều số 1 á, đó là cái điều số 1 đó là cái sự tự nghi ngờ về bản thân mình anh chị. Cái việc là chúng ta luôn nghi ngờ bản thân mình. Tại sao ạ? Có phải ở đây chúng ta cảm nhận được là cái việc mà chúng ta nói về tiền, chúng ta nói về sự giàu có đó thì nó có vẻ không có được đúng đắn cho lắm mà. Và chúng ta luôn nghi ngờ rằng bản thân mình không có khả năng để giàu có. Bạn có bao giờ nghe ai nói cái câu là thôi cứ làm việc đi, cứ sống như vậy là được rồi, đừng có mơ mộng đến cái chuyện giàu có làm cái gì cái gì. Giàu quá hóa ra sinh hư, giàu quá rồi có thể sinh tật cái gì. Và mình luôn nghi ngờ cái sự giàu có, mình nghi ngờ bản thân mình không có khả năng giàu có luôn mà. Và mình cảm thấy rằng cái việc giàu có nó có thể dẫn đến những cái gọi là những cái điều mà không có hay. Thì nếu bạn có gặp ai như thế thì mọi người cũng có thể comment xuống đúng không? Mình cảm thấy là cái việc giàu có đó nó không có mang lại cái điều tốt đẹp, tức là mình gắn liền cái sự giàu có với những cái điều không có được tốt. Hoặc là những cái người giàu á, có phải xung quanh bạn bạn có thấy là hầu hết những cái người giàu, những cái người nghèo chứ, những cái người mà ở tầng lớp trung lưu hoặc là cái tầng lớp thấp hơn một chút, chúng ta có cái thu nhập dưới mười mấy 20 triệu thì gần như chúng ta sẽ tránh và chúng ta sẽ ngại để va chạm với những người có điều kiện hơn, có những người giàu có hơn trong một khu vực bạn ở chẳng hạn. Ví dụ như là Hưng đi, ở dưới khu vực của em chẳng hạn, thì mình thấy là ở Sơn Tây đó, nếu như mà có những cái gia đình mà họ rất là giàu, họ có thể bỏ ra cả chục tỷ để mà họ xây một cái nhà từ đường hay xây một cái căn nhà của họ ở, thì chúng ta có giao du với họ mà, hay là khi cái thu nhập của mình chỉ là vừa đủ thôi thì mình sẽ ngại và mình sẽ tránh, và thậm chí mình sẽ dạy con rằng đừng có đua đòi, đừng có chơi với con của những cái gia đình đó, khéo thì lại sinh hư đua đòi theo con gia đình người ta. Bạn có gặp cái điều này hay không ạ? Hoặc là từ nhỏ đến lớn có ai dạy cho chúng ta cái điều này không ạ? Và chính vì như vậy cho nên là hầu hết chúng ta luôn nghi ngờ cái sự giàu có, và mình cảm thấy rằng bản thân mình không có xứng đáng cho cái sự giàu có, mình không dám nghĩ tới cái điều đó. Nếu bây giờ Trân hỏi bạn là nếu Trân nói bạn 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 có quyền trở thành người triệu phú, bạn có tin không ạ? Ai ở đây tin rằng mình có khả năng làm ra hàng triệu đô ạ? Có thể làm ra hàng tỷ đồng một tháng ạ? Vậy nếu mà bạn chưa tin thì ở bên ngoài kia có ai làm được cái số tiền đó hay không, và họ với bạn có gì khác nhau hay không ạ? Nếu họ và bạn không có gì khác nhau hết, cũng hai tay hai mắt, hay là giống như câu chuyện Alan Gao Trân vừa hay chia sẻ với mọi người, là bởi vì ông không giống như chúng ta cho nên thành ra ông mới trở thành triệu phú, còn chúng ta là bởi vì có quá đầy đủ và mình không có cái nghịch cảnh gì hết cho nên thành ra là mình vẫn còn đang nghèo à. Đúng không ạ? Nếu như mà được quyền chọn một con số thu nhập mà bạn có thể làm ra được mỗi tháng thì bạn sẽ chọn con số là bao nhiêu ạ? Mọi người có thể comment xuống ạ. Theo cái niềm tin của mình tin chắc rằng mình sẽ có thể
tạo ra được cái thu nhập như thế, mọi người có thể comment xuống ạ. Thì một trong những lý do lớn nhất và đầu tiên hết mà khiến cho người ta không có được cái sự giàu có như mà mình mong muốn, cái sự thịnh vượng như mình mong muốn, đó là bởi vì chúng ta luôn nghi ngờ các anh chị. Chúng ta nghi ngờ một cái cơ hội nào đó, chúng ta nghi ngờ một ai đó giàu có thể họ đã làm một cái điều gì bậy bạ đằng sau lưng á. Mình thấy một người giáo viên, một ông giáo mà tự nhiên giàu lên thì tự nhiên chúng ta có một cái đánh giá là có vẻ không có được đàng hoàng cho lắm. Một cô gái mà tự nhiên giàu có, lái một chiếc xe đẹp, chúng ta sẽ nói gì ạ? Hình như cô này lấy đại gia, hoặc là có một cái anh nào đó hỗ trợ, đúng không ạ? Chúng ta không tin rằng cái việc người ta có thể làm giàu một cách chân chính, và chúng ta nhìn về người giàu nó có một cái điều gì đó đầy nghi ngờ. Và lớn hơn hết là chúng ta thường xuyên nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo thì không thể nào giàu có được. Tôi sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, tôi đang ở quê, tôi đang ở một cái nơi mà rất là khổ, thì xung quanh tôi toàn người nghèo, thì làm sao bạn có thể giàu được anh chị? Thì làm sao để có thể giàu được nếu xung quanh bạn chỉ toàn người nghèo? Một bí quyết rất đơn giản, bạn có muốn nghe không ạ? Đó là nếu mà bạn đang ở xung quanh bạn chỉ toàn người nghèo thôi, không, bạn có thể không cần tin cho ngay đâu, nhưng bạn cứ thử chứng minh xem Trân nói có sai hay không, bạn cứ thử đi ha. Đó là nếu bạn xung quanh bạn toàn là những người nghèo không đó, những người mà thu nhập của họ theo thống kê của Việt Nam nha anh chị, theo thống kê của Việt Nam thì một gia đình trung lưu thì cộng lại hết tổng thu nhập của gia đình đó phải trên 70 triệu đồng thì đó mới là một gia đình trung lưu ở Việt Nam anh chị. Nên nếu mình dưới đó có nghĩa là mình đang nghèo. Thì nếu xung quanh mình như thế mà mình muốn khác biệt, chỉ đơn giản mình thấy người ta làm như thế nào, người ta nói câu gì, người ta hành xử ra sao, bạn làm ngược lại hết cho Trân, thì tự động bạn sẽ có thể có được một sự khác biệt về tài chính cái gì. Họ không dám kinh doanh, bạn ra ngoài làm kinh doanh. Họ ngại buôn bán, họ ghét bán hàng, họ nghĩ bán hàng là sĩ diện, bạn hãy thử làm xem, đúng không ạ? Thì tự động bạn sẽ thấy cái mọi thứ của mình nó khác. Nên đầu tiên hết, nếu có một điều mà mình cần cải thiện, nếu mình cảm thấy mình đang có cái điều này, đó là mình nghi ngờ về cái sự giàu có, mình ngại không dám nói về tiền, mình nghi ngờ về cái khả năng giàu có của bản thân mình, thì mình hãy lập tức thay đổi cái điều này. Mình hãy lập tức thay đổi cái điều này. Và điều số 2, đó là cái sự ra quyết định. Điều số 2 là con người ta ngại ra quyết định. Điều số 2, người ta thường không có đạt được cái sự giàu có là bởi vì người ta ngại ra quyết định. Người ta thấy có một cái cơ hội nào đó có thể giúp cho bạn, ví dụ như bạn đang đi làm thuê, nhưng có một cái cơ hội để có thể ra ngoài làm chủ, thì thường chúng ta sẽ e sợ, chúng ta không dám ra ngoài làm kinh doanh, bởi vì chúng ta sợ rằng liệu mình không biết mình có đủ cái năng lực để lãnh đạo hay không, mình có tìm được khách hàng khi mà mình kinh doanh hay không, mình có đương đầu được với những cái rủi ro mọi thứ. Bây giờ mình đang đi làm, mình có một nguồn thu nhập ổn định, bây giờ nếu mình ra ngoài làm kinh doanh có thể mình hụt cái khoản chi phí đó thì sao, mình đâu có còn đủ cái tiền để sống nữa. Trong khi đó mình biết rằng mình kinh doanh thì mình có thể có được cái thu nhập lớn hơn. Phi thương thì bất phú, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta sợ trước đã, cho nên chúng ta ngại không dám ra quyết định. Thì nếu mà bạn thật sự muốn có được một cái sự thay đổi về cái tài chính của mình, về cái sự giàu có của mình, thì bạn cần phải ra quyết định rằng tôi phải trở thành người giàu có cái gì, tôi phải có một cuộc sống thịnh vượng, tôi xứng đáng là một người giàu có. Ở bên ngoài có rất nhiều cái chương trình người ta đặt tên là gì ạ? Đánh thức cái sự giàu có bên trong, đúng không ạ? Một cái chương trình rất là nổi tiếng của Phạm Thành Long, đó là đánh thức cái sự giàu có. Tại sao? Bởi vì ai cũng có xứng đáng để trở nên giàu có hết các anh chị. Nếu mà bạn thử lên Google sờ xem tiểu sử của Phạm Nhật Vượng, bây giờ đang là tỷ phú hàng đầu của Việt Nam, đúng không ạ? Chủ của Vingroup, tòa nhà Landmark vừa mới khai trương Khánh Thành, đúng không ạ? Tòa nhà cao nhất Việt Nam, nó đến từ một người như thế nào ạ? Mình xem thử có phải nền tảng khi xuất phát điểm thì ông là một người giàu có sẵn hay không, hay ông vẫn là một người rất bình thường và có một cái niềm tin rằng ông sẽ trở thành một người giàu nhất nước Việt Nam, tạo nên những điều rất khác biệt ở tại Việt Nam ạ. Mình hãy sờ thử xem. Và mình sờ thử Steve Jobs là người đã tạo ra iPhone, tạo ra một cái sản phẩm mà tất cả mọi người, ai cũng hầu hết đều mong muốn sở hữu hết. Vậy thì xuất phát điểm Steve Jobs có phải là một người giàu có hay không, hay ông là một đứa con không được thừa nhận cái gì, và ông được một người bình thường nhận làm con nuôi, thậm chí ông không còn không tốt nghiệp đại học nữa. Vậy thì tất cả những người mà chúng ta nghe mà họ giàu có, hầu hết có phải họ xuất thân đều là những người cơ hàn hay không? Vậy thì nếu bạn bây giờ cũng đang là một người bình thường, thì bạn có dám ra quyết định rằng
tôi sẽ trở thành một người giàu có vào ngày nào, tháng nào, năm nào hay không ạ? Chúng ta chỉ có thể có được cái điều mà mình thấy, có được cái điều mà mình tin thôi các anh chị. Nên nếu bạn còn ngại, chưa dám ra quyết định tôi sẽ là người giàu có, thì hình như cái đồng tiền nó còn rất là xa mà nó không có tới gần bạn. Tại sao? Một câu mà trong cái khóa học đó Trân được học đó rất là hay, đó là cái người mà một trong những ông là cái nhân vật trong cái quyển sách Cha Giàu Cha Nghèo, một cái bộ sách rất là nổi tiếng dành cho những ai thật sự muốn thay đổi cuộc đời của mình, thì bạn nên đi tìm cái bộ sách gọi là Dạy Con Làm Giàu các anh chị. Ở đây người ta thường hay, ở Việt Nam chúng ta thường gì, dạy con sống cho nó tốt, sống cho nó khiêm nhường, đói cho sạch, rách cho thơm, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại có một cái bộ sách gọi là Dạy Con Làm Giàu các anh chị? Đó là dạy cho đứa nhỏ suy nghĩ như một người giàu. Trước khi bạn giàu thì bạn phải học cái cách suy nghĩ như một người giàu trước đã. Thì bộ sách đó của Robert Kiyosaki gần như là một bộ sách rất căn bản, rất nền tảng. Nếu bạn thật sự muốn thay đổi cái tài chính của mình các anh chị, thì phải sở hữu cái bộ sách đó, đọc ngay cái quyển sách số 1 và số 11 các anh chị, thì bạn sẽ tìm thấy được là mình làm sao để có thể thay đổi được cái tài chính của mình. Nhưng đầu tiên bạn phải ra quyết định là bạn sẽ là người giàu có. Ai ở trong live này mình đang có, mình hãy comment xuống các anh chị, tôi tên gì đó là một người giàu có, tôi xứng đáng là một người giàu có. Hãy comment xuống điều đó, hãy tự nói với mình, bản thân mình điều đó các anh chị. Hãy ra quyết định thì cái việc đó mới tới các anh chị. Hôm qua Trân vẫn còn nhớ là Trân có chia sẻ với một người em, sáng nay thì đúng hơn, khi mà Trân hỏi thăm bạn thì bạn là một giáo viên, và hình như bạn cũng đang có trong cái live này, và bạn chia sẻ với Trân là vì bạn cũng có một cái khát khao thay đổi cuộc sống, nhưng mà bạn lựa chọn một cái và bạn đang vướng phải một số nợ. Và khi mà bạn vướng phải cái số nợ đó đó, thì bạn cảm thấy cái cuộc sống của bạn rất là bế tắc, và con số thực sự nó cũng khá là nhỏ, nhưng mà bởi vì cái thu nhập của bạn đang rất ít nên bạn cảm thấy số nợ đó tương đối là lớn. Thì Trân mới kể cho bạn nghe cái câu chuyện là ngày Trân 18 tuổi đó, thì gia đình của Trân gặp phải một vấn đề về tài chính. Và ở tuổi mình cố gắng đi làm, xong đến tuổi 20 thì khi đó có một cái cơ hội đến với Trân, và mình đã dám mượn của một người lạ số tiền mà quy ra bây giờ nó khoảng 300-500 triệu bây giờ vậy đó. Thì mình khởi nghiệp, và lúc đó gia đình Trân đang mắc một số nợ khá lớn đó anh chị, tính ra cũng khoảng vài tỷ đồng bây giờ. Thì mình thử hỏi một cô gái 20 tuổi, đừng nghĩ tới chuyện là làm giàu nữa, làm sao để có tiền trả hết số nợ đó đã là một điều khó khăn rồi đó anh chị. Thì bạn trả lời lại với Trân là thử hỏi một người trẻ thì làm sao người ta tin để cho bạn mượn, làm sao có người giúp đỡ, làm sao có thể vượt qua được những chuyện đó. Thì Trân nói đáng sợ nhất trong cuộc đời của chúng ta là ai mình cũng tin, cái gì mình cũng tin, nhưng mà khốn khổ hơn là bạn không tin vào điều gì hết, và lớn hơn cả là bạn không tin rằng mình có một cơ hội có thể thay đổi được cái cuộc đời của mình, thay đổi được cái tài chính của mình, đúng không ạ? Cho nên đầu tiên hết mình phải quyết định là tôi là người giàu có, đúng không? Rồi, thì điều số 3 là gì? Đó là sự trì hoãn đó anh chị. Cái điều mà khiến cho người ta không có đạt được cái cuộc sống tài chính như mong muốn, đó là sự trì hoãn. Mình thấy cái cơ hội rồi đó, mình biết rằng với cái cơ hội này mình có thể thay đổi cuộc đời của mình, mình có thể tạo ra một cái thu nhập khác biệt. Thế nhưng mình còn phải suy nghĩ xem có ai thành công hay không, xem có chồng mình có ủng hộ hay không, xem thử coi mình có thích hợp với nó hay không anh chị. Rõ ràng bây giờ bạn đang đâu có cái gì đâu. Thì nếu bạn có thất bại thì sao ạ? Nó cũng bình thường thôi, nó cũng quay trở về như vậy, và ít ra bạn còn học thêm được một bài học. Nhưng mà đa số chúng ta luôn trì hoãn đó nhỉ. Mình trì hoãn với những gì mà mình nhìn thấy, mình trì hoãn cho cả sự học hỏi của mình. Nếu bây giờ có một người sẵn sàng dạy cho bạn cái cách làm sao để bạn có thể trở thành một người giàu có, làm sao để bạn có thể tạo ra được một cái dòng tiền của mình, bạn có sẵn lòng để học không ạ? Hay là bạn có sự nghi ngờ và bạn thậm chí tìm hiểu rồi, thấy người thành công rồi, có người làm được rồi, những người xung quanh mình họ làm được rồi, nhưng mà bạn vẫn trì hoãn, thôi để thời gian đi, để từ từ ổn định cái đã, để mình sắp xếp gia đình, sắp xếp con cái. Ai đã từng nói câu này và từng nghe rất nhiều người bạn của mình nói điều này ạ? Và bên cạnh đó bạn có nghe câu là tô châu qua rồi không còn đò ngang không ạ? Đôi khi chính chúng ta trì hoãn, và bản thân mình gặp phải những người bạn mà họ đã trì hoãn 5 năm nay rồi các anh chị. Hoặc mình cách đây mấy ngày thì Trân ở tại Trân ra tại đó là Nghệ An các anh chị, thì mình gặp một người bằng tuổi mình, sinh năm 1979 luôn các anh chị, và bạn đó làm giáo viên Anh Văn.
Và bạn bạn đang có một cái thu nhập đâu đó khoảng 10 hơn 10 triệu, và cái mong muốn của bạn là có cái thu nhập hơn 30 triệu. Thì mình mới hỏi bạn là vậy thì khi nào bạn sẽ có cái thu nhập đó? Thì bạn nói nếu bạn tiếp tục chỉ làm giáo viên thì rất là khó để có thể đạt được thu nhập này. Nhưng mà khi mình chia sẻ cho bạn một cái cơ hội kinh doanh mà đã minh chứng rằng có nhiều người làm được cái điều đó rồi, và bản thân mình cũng đã làm được, mình mới nói, và người bạn mà giới thiệu bạn cho mình á thì người ta cũng đã làm được có cái thu nhập mà hơn cái con số bạn ấy đang mong muốn. Nhưng khi mình chia sẻ xong thì bạn bảo thôi để về nhà bạn đó suy nghĩ để từ từ, bởi vì bạn đó có một người dì mà nhiều năm trước cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà bạn ấy cảm thấy chưa chắc ăn, không biết có thành công hay không, không biết có làm được hay không, nên bạn ấy không có bắt đầu với gì. Và mình hỏi rằng cái người dì đó tên gì, thì bạn nói ra tên của người dì đó và Trân rất là buồn cười trong lòng các anh chị. Tại vì chính cái sự trì hoãn của bạn đó, 6 năm qua thì người dì của bạn đã kiếm được hàng triệu đô trong cái cơ hội kinh doanh này rồi. Lúc đó mình cười, mình bảo là thì bạn cứ suy nghĩ đi, bởi vì 6 năm bạn suy nghĩ thì dì của bạn đã kiếm được 1 triệu đô, tức là 22 tỷ hơn rồi các anh chị. Mình không nói là giỏi hay dở, nhưng mà cho là bạn không kiếm được số tiền đó, có thể bạn cũng đã đạt được cái mức 30 triệu thu nhập mà bạn mong muốn rồi. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục suy nghĩ cái gì, và ngày hôm nay khi mình nói với bạn thì bạn vẫn nói không, để bạn về nhà suy nghĩ cái gì. Thì đó là cái sự trì hoãn con người ta, vì trong lòng có quá nhiều nỗi sợ thất bại, có quá nhiều cái nỗi sợ của sự thay đổi mà chúng ta luôn trì hoãn cái gì. Chúng ta ngại thay đổi, chúng ta trì hoãn, chúng ta không muốn mình thay đổi. Giống như nếu mà bạn quan sát, bạn sẽ thấy có phải ngày hôm nay cái chia sẻ của Trâm rất là khác không ạ? Năng lượng của mình khác, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, nhưng mà gần đây Trâm theo học với một người thầy cái gì, ông cũng là một trong những người mà có thu nhập hàng triệu đô mỗi năm, và Trân theo học với ông, và ông là người có tầm ảnh hưởng với nhiều người khác. Và trong đó có một điều ông nói rằng có thể bạn không cần phải có năng lực, mà quan trọng bạn phải có cái năng lượng cái gì. Trong cuộc sống này, ngày xưa người ta quan trọng về thời gian, người ta quan trọng về bằng cấp trước đây, nhưng mà bây giờ thời nay cái mà người ta quan trọng chính là năng lượng cái gì. Và mình tạo cho mình một cái cảm giác rất là khác khi mình chia sẻ với các anh chị, mình đang hình dung rằng mình cũng sẽ là một người giàu có, mình cũng sẽ có được cái tự do tài chính, mình cũng sẽ sống được cái cuộc sống mà mình mong muốn mà không bao giờ phải lo nghĩ về tiền nữa, thì Trân cảm thấy có cái niềm phấn khích và mình cảm thấy có hào hứng để mình chia sẻ. Và mọi người có cảm thấy hào hứng cùng với Trân không ạ? Mọi người cảm thấy cái tinh thần của mình nó khác khi mà mọi người nhận được cái sự chia sẻ của Trân hay không? Và nếu có thì mình có thể là thả tim tung bông, hoặc là mình share cái này đến những người bạn của mình ha. Và chính vì vậy, nếu bạn thật sự còn là một người ngại ra quyết định, còn đang trì hoãn với cái cuộc sống của mình, nếu xung quanh bạn có ai đó đang trao đến cho bạn một cơ hội, hãy mở lòng của mình cái gì, hãy đừng ngại dấn thân, hãy thử những cái gì đó mới. Cuộc sống ở bên ngoài, thế giới bên ngoài đã thay đổi rất là nhiều rồi cái gì. Con người ta bây giờ, tại sao Trân ở đang ngồi ở nhà của mình với một chiếc điện thoại có thể nói chuyện với mọi người, một bạn đang cùng ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà là ở quận khác, một người đang ở Hà Nội, một bạn đang ở Mỹ cũng đang có trong cái live này, một bạn đang ở Úc cũng có trong cái live này. Ở Úc bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Tại sao mình làm được điều này cái gì? Trong khi đó ngày xưa chúng ta không thể làm được điều này. Thì mình có hỏi rằng thế giới mỗi 7 năm nó đã thay đổi rất nhiều, nó đã khác rất nhiều, thì tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục trì hoãn? Đúng không ạ? Đến một ngày nào đó thì con người có thể không cần phải sống mặt đất, vì nó quá đông rồi, người ta đã đang nghĩ đến chuyện đưa con người lên mặt trăng, đưa con người đi nơi khác rồi, thì tại sao chúng ta còn ở đây mà sợ cái gì? Hãy đừng trì hoãn, bạn có gì để mất đâu. Nếu bạn thật sự đang là một người mà chưa có giàu có theo cái định nghĩa của bạn thì bạn đâu có gì để mất, thì cứ làm đi, cứ thử đi, đâu có sao đúng không ạ? Nếu lỡ xui mà nó giàu thiệt đó thì cũng tốt thôi, còn nếu không được thì cũng trở về cuộc sống cũ, chẳng có mất đi đâu cả. Nhưng ít ra bạn đã dám thử một lần, đến khi bạn về già bạn sẽ không bao giờ nói rằng giá như, hoặc bạn thấy một ai đó người ta chia sẻ với bạn nhưng mà bạn không tiếp nhận và người ta làm. Ai ở đây từng nói rằng giá như ngày xưa mình nghe lời cái đứa đó, mình đi mua đất đi, mình đầu tư ở cái khu vực đó đi cái gì. Trân cũng đã từng nói như vậy, bởi vì rất nhiều người bạn của Trân họ đi đầu tư ở Phú Mỹ Hưng, họ đi đầu tư ở quận 2, bây giờ họ rất là giàu, họ thành đại gia bất động sản. Còn mình có bao nhiêu tiền thì mình mang đi du lịch hết, mình mang đi mua sắm, mình đi chơi hết cái gì. Đúng không ạ? Nha. Và thứ tư, đó là cái điều Trân vừa mới nói, đó là mình sống và chỉ nhìn vào cái nhất thời thôi các anh chị.
Mình sống một cái cuộc sống nhất thời đó nhỉ. Nghĩa là sao? Đó là chúng ta muốn những cái gì đó thoải mái ngay, mình muốn những cái gì khiến cho mình được thỏa mãn ngay đó nhỉ. Mình gọi là sao ta? Tức là sống theo cảm tính. Cái điều thứ tư đó là mình sống rất là cảm tính đó nhỉ. Tại sao cái đời sống tài chính của mình nó không dồi dào? Là bởi vì mình tiêu tiền không có theo kế hoạch cái gì, và mình không có phân định được cái gì là tiêu sản và cái gì là tài sản cái gì. Mình có những cái thú vui nhất thời, ví dụ như bây giờ là thời mà buổi của online đúng không ạ? Ai ở đây mỗi ngày đều thấy những cái nơi mà bán áo quần nè, hoặc là những cái chuyến du lịch, những cái nơi họ đưa lên những cái trang về những cái khách sạn hay là những cái resort rất là đẹp, nào là đến đây sống ảo tung chảo rồi Hàn Quốc rồi các kiểu à. Bạn có nhìn thấy những cái điều đó không ạ? Và nó hiện lên Facebook của bạn mỗi ngày đúng không? Và một lúc vô tình nào đó bạn đã nhấn nút và bạn mua một cái chuyến đi chơi mà nó không nằm ở trong cái plan của mình, nó không nằm trong cái kế hoạch của mình không ạ? Có không ạ? Hoặc là mình có thể một cách vô tình nào đó mua một cái áo nào đó nó cũng không nằm trong cái, tức là mình muốn những cái gì đó thỏa mãn mình ngay, mình thích làm cái gì đó mà nó có tiền ngay để mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình chỉ muốn là thôi đi làm đi, có một cái khoản thu nhập nào đó, mình được phát lương, mình được ngay lúc đó, nhưng mà mình không cần phải đầu tư thời gian quá lâu chờ đợi. Giống như là kiểu chúng ta muốn trồng cây thu hoạch ngắn ngày, trồng bắp, trồng cà chua, nhưng mà mình không muốn trồng sầu riêng, mình không muốn trồng những cái cây lâu năm lắm gì, bởi vì cái thời gian để mà chăm, cái thời gian để chờ nó thì quá là lâu đi. Nhưng mà bạn hình dung rằng nếu bạn trồng được một cây ăn trái lâu năm, có phải đến thời gian sau này bạn có như thế nào thì cái cây đó nó vẫn ra trái không ạ? Nhưng mà còn cà chua, hết vụ này thì bạn lại phải tiếp tục trồng vụ khác đó gì. Nên cái số 4 đó là cái việc mà chúng ta sống rất là cảm tính, chúng ta luôn bị những cái cám dỗ nhất thời. Đó là mình đã dự định cái số tiền đó để dành đó để đầu tư, nhưng mà thấy cái áo đẹp quá, thôi cho gia đình đi chơi một chuyến đi chơi đi, rồi mai mốt lại để dành tiền tiếp các anh chị. Thì chúng ta sống rất là cảm tính nên chúng ta không có giữ được cái số tiền của mình như cái mong muốn của mình. Mình chỉ cần thấy điện máy xanh đang có khuyến mãi, quảng cáo trên tivi sầm ở, nên chứ không thích xem tivi các anh chị, chứ không xem tivi, không xem những cái đó, là bởi vì khi đó người ta đưa ra một cái quảng cáo, chúng vẫn còn nhớ rất là buồn cười, đó là một ngày đẹp trời trong về nhà và chúng thấy nhà mình, ủa sao nhiều cái nước xả áo quần quá, mà nhà chân thì có rất là ít người, thì bao giờ mà xài cho hết một cái chai nước xả áo quần. Thì mình gọi điện thì cô Trân nói là cô không mua cho Trân đó. Hỏi sao vậy? Nói là tại vì cô thấy nó khuyến mãi quá rẻ nên cô mua cho nhà, cô mua luôn cho con mấy chai, 5 chai, cho nghĩ Trân xài mấy năm chắc còn chưa hết nữa cái gì. Thì rõ ràng là mình chỉ vì thấy cái chuyện trước mắt thôi là có một chút cái khuyến mãi đó, Trân cười cho nó thôi lần sau cô đừng mua nữa, bởi vì có một chút cái khuyến mãi này thôi, nhưng mà nó mới minh phí một cái số tiền vô đó đúng không ạ? Cho nên là ở đây có một bạn nói là nếu mình chỉ tiết kiệm mà không vui chơi thì cũng sẽ rất là buồn. Chính xác, nên hãy chờ nghe Trân chia sẻ tiếp cái phần kế tiếp là những gì Trân đã học được cái nhỉ. Thì khi đó ông đưa ra và ông dạy Tony Robbins là một trong những người mà phải nói là hàng đầu trên thế giới bây giờ, là người tư vấn cho những cái doanh nghiệp mà những người tỷ phú và triệu phú trên thế giới các anh chị, chuyên tư vấn về cái vấn đề và doanh nghiệp là những làm sao để làm chủ về tài chính, về kinh doanh vân vân. Thì ông đưa ra những cái ví dụ và ông thấy rằng đúng là việc con người tiêu pha rất là vô tội vạ, chỉ quan trọng đến những cái gì nhất thời thôi, cho nên là họ không có được cái sự dồi dào về tài chính doanh nghiệp. Và cái điều thứ năm đó là không có cái tầm nhìn về cái đời sống tài chính của mình, cái gì thiếu cái tầm nhìn dài hạn. Cái điều số 5 đó là con người thường không có cái tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn dài hạn là như thế nào? Đó là chúng ta mong muốn một cái gì đó là phải có thu nhập ngay. Tại sao có nhiều người đi lựa chọn tiền ảo, nhiều người chọn những cái kênh đầu tư tài chính mà nghe nói rằng chỉ cần bỏ vào đó 10 triệu đồng thì mỗi ngày được lấy lại 600-700 ngàn mà không cần làm gì cả. Các anh chị hãy thử, có bao giờ thử hỏi rằng người ta lấy cái số tiền của mình, người ta làm cái gì để mà người ta trả lại bạn số tiền lớn như vậy hay không ạ? À? Có đi cướp hay cho vay lãi cao cũng không nhanh đến như vậy và không nhiều tới như vậy, thì có phải nó tiềm ẩn cái rủi ro hay không? Và cái tầm nhìn dài hạn là sao? Đó là cá nhân chân là người cũng không có cái điều đó trước đây cái gì, là bởi vì khi mình nhìn thấy ai ở đây đã từng có một người bạn hay một người nào đó giới thiệu cho chúng ta một cái mảnh đất mà mình thấy nó là hoang sơ thôi, mình nhìn nó như là đất ruộng thôi, và mình nói rằng là
cái này làm sao mà thành ra tiền được, trời ơi coi chừng bị người ta lường gạt. Mình là đó, quay trở lại cái số 1, đó là chúng ta nghi ngờ cái gì đây, tương lai. Mình không thấy được cái tương lai của một cái cơ hội, mình không thấy được tương lai của một sự đầu tư là bởi vì mình không có cái kinh nghiệm cái gì. Và kể cả trong cái việc chúng ta đang lựa chọn cái việc làm sao tạo ra thu nhập của mình, mình cũng không có trước một cái tầm nhìn là mình thật sự muốn một cái cuộc sống như thế nào. Mình không có quyết định được rằng mình sẽ giàu có, nên mình không biết cái loại thu nhập mà mình muốn đó là loại thu nhập ra làm sao. Chân học được ông dạy là gì? Là có cái thu nhập chất lượng cao và thu nhập chất lượng thấp. Thấp là sao ạ? Thu nhập chất lượng thấp có nghĩa là mình làm mới có, mình phải bỏ công sức của mình, cái gì cũng phải bỏ công sức, nhưng mà nếu có làm thì mới có hưởng. Dù bạn có vất vả đi làm bao nhiêu năm đi chăng nữa đó, thì nếu ngay ngày mai mà bạn có đau bụng, bạn có chuyện gì, bạn có nghỉ làm đó, thì bạn cũng không còn có thu nhập nữa các anh chị. Nhưng mà loại thu nhập chất lượng cao là sao? Có nghĩa là chúng ta gây dựng, chúng ta bỏ công sức, chúng ta làm, thì đến một thời điểm dù có hay không có mình thì cái thu nhập đó nó vẫn có các anh chị. Thì đó gọi là cái thu nhập chất lượng cao. Và mình cần có cái tầm nhìn về cái cuộc sống, về cái tài chính, mình phải nghĩ xa. Và lớn hơn hết, ai ở trong cái live này đã có cái kế hoạch về tài chính cho lúc bạn nghỉ hưu ạ? Còn bạn nghỉ hưu vào tuổi nào thì Trân không biết ha. Có thể là 40, có thể là 50, có thể là 60, có thể là 65. Và mình vẫn thấy có những người ở tuổi già vẫn còn phải đi làm, là bởi vì không có đủ cái chi tiêu khi mà về hưu anh chị. Ai ở trong live này các anh chị đã có cái kế hoạch tài chính cho khi mình về hưu ạ? Mình có thể comment xuống ạ. Nếu mà mọi người comment và mọi người hứng thú đó, thì một ngày khác Trân sẽ chia sẻ là để có thể có cái kế hoạch cho cái việc là mình về hưu, cái kế hoạch tài chính cho chuyện về hưu đó, thì mình cần chuẩn bị cái gì các anh chị? Đó là 3 chữ Y. Mình cần chuẩn bị 3 chữ Y ha. Mình làm sao để có cái kế hoạch khi mình về hưu, không phải là mình chờ để đi lãnh lương hưu các anh chị. Lương hưu có phải là thường nó sẽ thấp hơn cái lương đang đi làm không ạ? Dạ, vậy thì lúc đó mình sẽ sống như thế nào? Mình phải có cái tầm nhìn xa về cái chuyện là khi tôi về hưu, khi tôi về già, khi tôi không lao động nữa thì tôi có thu nhập như thế nào. Bạn Ngọc là mình ghen tị quá, mình chỉ còn có một năm nữa là 40 rồi. Bạn Ngọc nói rằng muốn về hưu lúc 40 tuổi. Dạ, tại sao không, đúng không ạ? Mình được quyền quyết định cái điều đó, và chỉ khi mình có cái tầm nhìn đó thì mình mới làm đúng thôi các anh chị. Còn nếu mình không có cái tầm nhìn đó đó thì mình sẽ cuốn theo những cái gì đó đang ngắn hạn ở trước mắt mình, những cái thu nhập ngắn hạn ở trước mắt mình. Rồi cái điều thứ sáu á nhỉ, điều thứ sáu là cái điều rất là sâu sắc mà Trần nhận ra, đó là mình thiếu cái kiến thức, mình thiếu cái kiến thức về tài chính các anh chị. Ở đây không cần bạn trở thành một nhà đầu tư, nhưng mà cái kiến thức tài chính căn bản á nhỉ, mình thiếu cái kiến thức đó. Ở Việt Nam chúng ta có gì đâu, có bao giờ con nít được học làm sao để xài tiền, làm sao để quản lý cái đồng tiền của mình, đúng không ạ? Nhờ. Nhưng mà thực tế tại sao con nít ở nước ngoài nó đã được đọc sách, nó được học về những thứ dạy con làm giàu ấy chứ, dạy từ cái đứa nhỏ còn nhỏ. Chiều hôm nay mình có gặp hai mẹ con, thì người mẹ là kinh doanh tạp hóa nhiều năm, và có một người con, và con á thì từ nhỏ là đã thấy là mình đeo cái gì đó bạn hay hỏi, cho nên mới nghĩ là bây giờ để mua và bán kiếm một chút cái tiền lời, thì mẹ không cho, mẹ cấm, mẹ nói làm như vậy là không đúng, cứ lo buôn buôn bán bán đó nhỉ. Mình thấy rõ ràng không ạ? Cái đứa nhỏ nó có cái sự tự chủ về tài chính, tại sao chúng ta không ủng hộ nó làm, đúng không ạ? Thì đa phần cái điều số 6 là gì? Là chúng ta thiếu cái kiến thức về tài chính, mình không có quản lý được cái đồng tiền của mình. Giống như một bạn lúc nãy nói là nếu mình chỉ làm không mà không có chơi á, thì như vậy cuộc sống rất là buồn. Trân cũng là người từng nghĩ như vậy cái gì. Mình phải nói mình nếu mà được gọi cho làm chủ tịch, mình sẽ xin làm chủ tịch hội ăn chơi cái gì. Một trong những ước mơ và động lực Trân đang giúp rất nhiều chị em làm sao để có thể có được cái sự độc lập tài chính, đó là với một mong muốn duy nhất là Trân muốn có nhiều bạn đi chơi với mình cái gì. Đi chơi một mình thì rất là chán. Mình đã từng nghĩ là nếu chỉ cần 2 năm nữa thôi mà mình có một cái hội mà hầu hết các bạn đó là chị em phụ nữ, những gia đình mà có thu nhập trên 100-200 triệu mỗi tháng đó, thì mỗi tháng mình chỉ việc tổ chức cái chuyện là rủ mọi người đi đây đi kia để chơi thôi các anh chị. Việt Nam có quá nhiều resort đẹp, quá nhiều homestay đặc biệt, có quá nhiều cảnh đẹp. Đó là Việt Nam thôi, chưa nói tới nước ngoài các anh chị. Nước ngoài nó có những cái nơi mà có những cái món ăn bạn phải xếp hàng, bạn phải đăng ký trước cả nửa năm, không biết có chỗ để được vô ngồi ăn hay không các anh chị.
Và biết đâu được hên hên đi vô đó ăn còn có thể thấy được những nhân vật nổi tiếng nữa. Cho nên là cái khao khát của Trân, Trân chỉ mong muốn là mình có thể giúp mọi người làm được tiền để có bạn đi chơi cùng với mình thôi các anh chị. Khi mà Trân học được những cái kiến thức đó thì cho nên lúc nãy Trân chia sẻ với bạn đó là chúng ta phải có cái kiến thức thì mình sẽ biết cách phân bổ cái tài chính của mình các anh chị. Ví dụ mình làm được bao nhiêu thì mình được quyền trích ra 10% gọi là cái chi phí cho ước mơ, cái chi phí cho việc chúng ta giải trí, nhưng nó chỉ được 10% thôi, chứ không phải nó cảm tính là ok tháng này lấy hết tiền lương ra chơi rồi tháng sau tính tiếp. Hoặc thậm chí ai ở đây có credit card và chúng ta nghĩ là chúng ta cà thẻ trước đi rồi để từ từ trả nợ lại sau ạ. Đúng không ạ? Chúng ta mua một món gì đó thỏa mãn mình ngay lúc đó, mua một cái iPhone X đại đi rồi trả nợ thẻ lại từ từ các anh chị. Đó là việc chúng ta không có kiến thức, chúng ta không quản lý được cái tài chính của mình, cho nên mình xài một cách vô tội vạ và mình không hiểu về cái việc đầu tư các anh chị. Mình không có những cái kiến thức về chuyện đầu tư, mình chỉ nghĩ về cái chuyện là mình tiết kiệm thôi. Mình nghĩ là mình tiết kiệm thì mình sẽ có thể có một cái kế hoạch trong tương lai cho cái việc tài chính của mình. Nhưng trong chia sẻ với bạn, tiết kiệm thì không bao giờ làm cho bạn giàu hết, mà chỉ có khi nào bạn học được cách đầu tư làm cho tiền sinh ra tiền thì lúc đó bạn mới có thể giàu có được anh chị. Đầu tiên là bạn phải làm sao tạo ra được một cái dòng tiền mà nó không phụ thuộc vào chính bạn, rồi bạn dùng cái dòng tiền đó bạn đi đầu tư và tiền nó sinh ra tiền, ví dụ mua nhà cho thuê, chứ không phải là mua một chiếc xe đẹp để chạy thì đó là trở thành tiêu sản rồi anh chị. Ở nhà bạn đếm được có bao nhiêu thứ tiêu tốn tiền của bạn mà nó không mang lại lợi ích gì hết. Cá nhân Trân là cái người mà rất thấm cái điều đó khi Trân học cái điều này đến vậy. Bởi vì sao? Trân mua một căn nhà chỉ đơn giản là bởi vì Trân thích căn nhà đó đến vậy. Trân có một căn nhà ở Vũng Tàu mà mình bỏ ra số tiền rất là lớn để mình mua số nhà căn nhà đó, chỉ là vì mình cảm thấy là mình vô căn nhà mình quá thích, đằng sau là núi, phía trước là biển, mình vô mình thấy nó rất là thư giãn. Nhưng mà Trân mua căn nhà đó mấy năm rồi thì cái tiền mà Trân cho thuê nó sinh lại nó quá nhỏ so với tổng cái số tiền đầu tư. Thực tế nó còn chiếm nhiều cái tâm sức Trân phải sơn phết lại, tu bổ cho nó, thì tự nhiên nó thành tiêu sản cái gì. Mà nó không phải là tài sản, tài sản là thứ phải sinh ra thêm số tiền khác cái gì. Còn tiêu sản là nó chỉ tiêu tốn đi của mình thôi, đúng không ạ? Cái tên nó đã thể hiện cái điều đó rồi. Cho nên mình luôn phải phân bổ số tiền mà bạn có, thì bạn cần phải phân ra 5 cái quỹ mà. Nếu ai quan tâm thì inbox cho Trân, Trân sẽ gửi cho bạn một cái bài mà Trân đã chia sẻ về cái phần này, là mình nên phân bổ cái tài chính của mình như thế nào. Ví dụ như Trân hiện nay mình có 1% là mình dành cho cái việc đóng góp xã hội giúp cho những em bé của quỹ mổ tim. Mình có 10% là để dành cho cái chuyện đi chơi các anh chị. 10% chỉ để dành cho chuyện đi chơi. Mình có 20% mình trích ra dành cho chuyện đi học và những cái gì đó để đầu tư cho bản thân mình. Đúng mà. Và mình chỉ tiêu trong khoảng 30% cho đến 40% cái số tiền mà mình làm ra được thôi. Còn lại là mình dành cho cái chuyện đầu tư. Và đầu tư thì nó cũng phải có ngắn hạn và dài hạn. Tại sao? Tại vì nếu mình chỉ đầu tư những cái dài hạn đó, đến khi mà bạn cần thì bạn không thể lấy ra được ngay. Còn nếu như mà mình chỉ là những cái ngắn hạn đó thì nó không mang lại cái việc dài lâu quá anh chị. Bởi vì ngắn hạn thì thường nó sẽ kèm với cái rủi ro cao, cho nên mình luôn cân bằng những cái điều này. Rồi cái điều số, cho nên là mình cần cái việc đầu tiên tiên quyết hết là nếu bạn thật sự muốn có cái sự sung túc thì ngày hôm nay bạn phải xác định và ra quyết định rằng tôi thật sự muốn học hỏi, nên đọc sách cái gì, đọc sách, nghe những cái YouTube, những gì hoặc là những ai đó đã có thể tạo ra được cái thu nhập tốt, mình nên học hỏi từ họ cái gì, nên cho mình cái sự học hỏi và nên bắt đầu có cái kiến thức về chuyện quản lý tài chính của mình. Nên biết rất rõ cái tiền của mình đã xài cái gì. Hôm nay là ngày cuối tháng 7 thì bạn có hình dung lại và bạn nhớ được trong cái tháng 7 vừa qua đó, tổng số tiền bạn có được bạn đã tiêu cho những cái chuyện gì, ai nhớ không ạ? Ai ở trong live này mình còn nhớ là trong tháng 7 vừa qua mình đã tiêu cho cái gì và phần trăm lớn nhất là bạn tiêu cho chuyện gì ạ? Ngày xưa trước khi Trân 35 tuổi, Trân học được những này, Trân làm ra được rất nhiều tiền đó anh chị. Mình nói thật là mình đã từng làm ra hàng triệu đô, nhưng mà cái số mà mình còn giữ lại cũng không bao nhiêu hết, là bởi vì mình không học được bài toán này đó anh chị. Bởi vì số tiền mình làm ra cũng nhiều, nhưng cái mình tiêu á cho những chuyện là áo quần nè, giày dép nè, túi sách. Bây giờ Trân nhìn những cái túi sách mà Trân không hiểu lý do tại sao Trân lại mua nó với cái số tiền như thế, cũng chẳng để làm gì. Và bây giờ mình nhìn nó, đến khi mình hiểu ra rồi thì mình thấy nó cũng giống như những cái túi sách khác thôi. Bởi vì đối với Trân, Trân không phải là người quá cuồng về chuyện đồ hiệu hay là những cái gì đó thuộc về cái bề ngoài cái gì.
mình chỉ cần một cái gì đó nó vui, nó thời trang vừa đủ là được. Cho nên mình cảm nhận rằng mình đã không thật sự hiểu về tài chính, cho nên mình tiêu tốn quá nhiều trong nhà mình, nào là vật dụng, đồ đạc, áo quần các kiểu cái gì mà có khi 2-3 năm còn chưa mặc tới nữa, nhưng mà bỏ thì không dám bỏ cái gì, cứ nghĩ là tiếc một lúc nào đó sẽ xài. Thì mình nhìn xung quanh bao nhiêu tiền mình đã đổ vô đó rồi, đúng không ạ? Rồi cái điều số 7 đó là không có sự dự phòng cái gì, không có cái kế hoạch dự phòng, không có cái kế hoạch tài chính dự phòng. Đa phần chúng ta, bởi vì sao, mình nghĩ rằng mình đi làm bây giờ còn chưa đủ xài, chưa đủ chi phí, làm sao mà để dành ra dự phòng để làm gì. Và thường chính vì cái suy nghĩ này thì khiến cho chúng ta sinh ra rất nhiều nợ nần. Không có dự phòng là sao, là bởi vì mình không có cái khoản dự phòng. Cho nên á, khi mà bạn không có cái khoản dự phòng đó đó, thì có một cái gì đó trục trặc và bất trắc xảy ra nửa chừng, một cái gì đó nó xảy ra đó, thì khi đó bạn không có cái khoản chi phí cho cái chuyện đó, có thể là ốm đau, có thể là gia đình gặp chuyện, mình không biết được cuộc sống mà, đúng không ạ? Thì khi đó bạn sẽ phải đi mượn nợ, và chính vì cái chuyện mình đi mượn nợ đó đó, rồi nó sẽ thành một cái vòng lặp đầu này giá đầu kia, và nó sẽ thành ra một cái khoản nợ lớn, và lúc đó bạn bắt đầu ngập trong cái sự nợ nần đó anh chị, và bạn sẽ không còn làm chủ được cái tài chính của mình nữa. Và chúng ta đã khổ thì càng thêm khổ, đã nghèo thì càng thêm nghèo nữa cái gì. Nên mình luôn phải có một cái tài chính dự phòng, mình luôn phải có một cái tài chính dự phòng cái gì, không cần biết, nhưng mà mình phải luôn có một để dành, ít hay nhiều thì vẫn cứ để nó riêng ra cái gì, dù sao nó có vẫn hơn. Thì phải có một cái thói quen đó, phải có một cái thói quen tạo một cái quỹ dự phòng cho mình, chứ nếu không thì cái nguy cơ mà dẫn đến chuyện là nợ nần là rất cao cái gì ha. Và trong cái chuyện mà mình không có dự phòng và mình không có kiến thức đó, lúc nãy Trâm quên, nó còn một điều là chính vì bạn không có kiến thức đó, nên đôi khi chúng ta sẽ bị cuốn theo những cái người bạn mà người ta nói rằng đầu tư cái này đi tốt lắm. Mình phân biệt ha, mình là người có kiến thức thì mình sẽ nhìn được cái nào là tầm nhìn dài hạn để mình đầu tư, chứ mình không chỉ nghe theo những cái người bạn họ nói mà không cần biết nó như thế nào, không xem xét nó ra làm sao và đổ tiền vào đó, thì có thể bạn sẽ mất tiền đến gì, có thể bạn sẽ mất tiền rất là nhiều. Cho nên là mình phải đầu tư cho bản thân mình phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm hiểu những cái kiến thức về tài chính, về đầu tư, thì mình mới có thể có được cái sự sung túc đến gì. Nếu mà bạn không có kinh doanh và bạn không có đầu tư thì bạn không bao giờ trở thành một người giàu có được, nhớ ha. Rồi cái điều số 8 đó là bỏ trứng vào một rổ cái gì. Số 8 là bỏ trứng vào một rổ. Ví dụ ai ở trong live này mình chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất, mình có thể comment xuống ạ. Mình cần có ít nhất là từ hai nguồn thu nhập trở lên cái gì. Và nếu có đầu tư thì cũng nhiều kênh đầu tư, chứ đừng có một kênh mà đổ hết vào cái kênh đó. Thì có thể khi mà nó gặp chuyện đó thì chúng ta sẽ tay trắng cái gì. Không bao giờ bỏ trứng vào một rổ. Và nếu bạn chỉ đang là người đi làm, là trụ cột chính của gia đình, và một mình bạn làm, bạn chỉ có một nguồn thu nhập là như thế thôi đó, thì rất có thể là ngay ngày mai nếu có chuyện gì xảy ra thì bạn sẽ không còn thu nhập nữa. Nên thường tại sao ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều chị em bán hàng online, hay những bạn mà Trân hướng dẫn về kinh doanh chẳng hạn, thì các bạn hầu hết đều đang đi làm nhưng cũng muốn có một kế hoạch B, cũng muốn có một nguồn tài chính dự phòng để làm gì? Để khi mà bạn dùng cái nguồn tài chính làm thêm này, ban đầu nó có thể vài triệu, rồi nó có thể 10 triệu, 20 triệu, thậm chí sau này nó có thể tăng lên. Và khi họ dùng cái số tiền đó để làm gì? Để làm tài chính dự phòng, để làm cái chi phí đi đầu tư, và nó sẽ bắt đầu sinh ra một cái nguồn thu nhập mới các anh chị. Tại bạn hãy tưởng tượng nếu bây giờ bạn có thêm mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng đi. Nếu bây giờ bạn thử nghĩ, bạn dành 2 tiếng thay vì online không làm gì cả, chỉ để lướt Facebook, nhưng mà từ 2 tiếng online đó bạn học thêm một số việc và Trân hướng dẫn bạn, thì bạn có thể tạo ra thêm một cái nguồn thu nhập khoảng 7 đến 10 triệu, thì ai muốn làm ạ? Thì ai muốn cái điều đó? Và nếu bạn có thử nghĩ mỗi tháng nếu bạn có thêm 7 đến 10 triệu thì bạn làm gì với số tiền đó? Tốt hơn không ạ? Cuộc sống của bạn có cải thiện hơn không ạ? Chắc chắn đúng không ạ? Ít nhất bạn có một nguồn thu nhập dự phòng. Và nếu bạn để dành 7 triệu một tháng thôi thì một năm bạn đã có thể có thêm là 84 triệu rồi các anh chị. Thì rõ ràng khi gia đình có chuyện gì đó, khi bạn cần một cái điều gì đó mà cần một số tiền lớn, 3 năm nó thành ra là 200-300 triệu rồi, thì chúng ta sẽ không phải bị cuống cuồng lên mà không lo được, đúng không ạ? Nên hãy nhớ đừng bao giờ bỏ trứng vào một rổ. Và điều số 9
là hãy tìm cho mình một người dẫn dắt, tìm cho mình một người tư vấn về tài chính. Hãy học hỏi, có thể là một cuốn sách, có thể là một người thầy, có thể là một người đi trước mà người ta sẵn lòng hướng dẫn cho bạn. Nhưng nếu bạn thật sự muốn giàu có và sung túc, hãy tìm cho mình một người nào đó mà họ đang có thu nhập gấp 10 lần bạn trở lên, thậm chí 20 lần. Đừng ngại các anh chị, người nghèo thì luôn luôn ngại người giàu. Nhưng sẽ luôn có những người mà người ta có tài chính và người ta sẵn lòng giúp đỡ người khác, người ta sẵn sàng chia sẻ các anh chị. Điển hình là bản thân Trân. Trân gặp được anh Đinh có thu nhập nhiều hơn vợ chồng Trân rất là nhiều, nhưng mà anh sẵn lòng dạy cho vợ chồng Trân làm sao để có thể tạo ra được một cái thu nhập chất lượng hơn. Trân, trước đây khi Trân là một đứa 20 tuổi đang có một cái khao khát muốn thay đổi cái cuộc sống của mình, muốn có một cái thu nhập, thì Trân gặp một người chị là người đã dạy Trân tìm ra được 1 tỷ đầu tiên của mình cái gì. Và trên bước đường chân đi có rất nhiều người thầy đã từng sẵn lòng dạy. Chỉ cần bạn dám hỏi cái gì, chỉ cần bạn thể hiện rằng bạn sẵn lòng học hỏi thì sẽ luôn có người giúp đỡ. Nên cái điều số 9 là bạn cần tìm một người mà họ đang có thu nhập gấp 10 lần hơn bạn, thậm chí gấp 20 lần, 30 lần bạn. Hãy hỏi họ làm sao để bạn có thể trở nên sung túc, làm sao để bạn có thể trở nên giàu có, làm sao để bạn có thể mỗi năm gấp 2 lần cái thu nhập của mình, hoặc thậm chí gấp 10 lần cái thu nhập của mình, thì họ sẵn sàng sẽ chỉ cho bạn. Thì khi đó bạn sẽ có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Ai sẵn sàng và mong muốn cái điều này ạ? Cái điều số 10 đó là mình cần phải xác định cái đích đến về tài chính mà mình mong muốn để lựa chọn một cái phương tiện đúng đó nhỉ. Điều số 10 đó là phải lựa chọn một cái phương tiện đúng. Mình phải quản lý được cái cảm xúc của mình. Nếu bạn mong muốn giàu có nhưng mà bạn e ngại người ta đánh giá về mình, cho nên bạn ngại bán hàng, bạn ngại kinh doanh, bạn không dám rủi ro, vân vân, thì bạn không quản lý được cái cảm xúc của mình á, thì mình sẽ khó để có thể trở thành một cái người giàu có được anh chị. Người giàu có họ phân biệt rất rõ, họ không có sống theo cảm tính anh chị. Họ đứng trước một cái quyết định về tài chính, đứng trước một cái quyết định về đầu tư, họ luôn phân tích bằng chỉ số, họ luôn phân tích bằng lý trí, họ sẽ không phân tích bằng cảm xúc anh chị nha. Và hãy đầu tư cái kiến thức của mình đúng đắn, hãy đầu tư cái thời gian của mình cho đúng đắn anh chị. Thay vì bạn xem tivi, nếu bạn muốn giàu có bạn xem tivi, bạn lướt Facebook, hãy dùng thời gian đó để đổi lấy thành tiền các anh chị. Và tiền nó sẽ giúp cho bạn tái đầu tư được cho bản thân mình, tái đầu tư được cho cái việc mà bạn làm sao tạo được một cái nguồn tài chính dự phòng các anh chị. Và lớn hơn hết là cái việc bạn phải xác định cho mình một cái niềm tin đúng đắn các anh chị. Tại sao Trân nói là chọn một cái phương tiện đúng? Tại vì bạn hình dung rằng Trân là người đã trải nghiệm rất sâu sắc về cái vấn đề sức mạnh của phương tiện các anh chị. Trân đã đi bộ từ Hà Nội về Sài Gòn mất 60 ngày. Mỗi ngày mình đi từ sáng đến tối thì cũng chỉ được có 30 km thôi, đúng không ạ? Và mình đi, đó là mình đi bằng cái phương tiện là đôi chân của mình. Nhưng mà sau đó vừa rồi gia đình Trân anh Lâm chở sóc cuốn và Trân lái bằng xe ô tô, thì mình đi từ Hà Nội lên tới Hà Giang, rồi từ Hà Giang lái ngược về và vô tới Đà Nẵng á, thì chỉ mất có 6 ngày thôi các anh chị. Mất có 6 ngày thôi. Thì rõ ràng là bạn có thấy cái phương tiện mà ngày xưa đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng là mất 30 ngày thì nó đã nhanh hơn gấp 5, gấp 6 lần rồi, đúng không ạ? Và khi Trân đi bằng máy bay thì từ Hà Nội đến Đà Nẵng chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì bạn tưởng tượng là nó gấp mấy trăm lần luôn. Thì nếu như mình á, bạn có quyền chăm chỉ, công việc nào cũng phải chăm chỉ, phương tiện nào điều khiển thì cũng phải chăm chỉ, nhưng cái phương tiện mà nó càng hiện đại, tốc độ nó càng cao á, thì nó đòi hỏi cái việc là bạn phải học tập, bạn phải rèn luyện, bạn phải thực hành, và cái thời gian khởi động nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà khi nó đã tăng tốc rồi đó thì bạn sẽ đi không giới hạn đó nhỉ. Nên chính vì vậy bạn phải xác định lại cái phương tiện mà bạn đang lựa chọn nó có thật sự đúng và phù hợp với cái kết quả về tài chính mà bạn mong muốn hay không. Hay là bạn làm 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, thậm chí về hưu rồi bạn vẫn cảm thấy không hài lòng với cái tài chính của mình, vậy thì hình như mình đang chăm chỉ và vất vả ở một cái phương tiện không đúng. Bạn có đang đi bộ giống như Trân hay không? Bạn có đang đi xe đạp hay không các anh chị? Thì mình hãy xem thử coi là mình có nên lựa chọn lại một cái phương tiện khác hay không, đúng không ạ? Và cuối cùng kết luận, Trân chỉ muốn chia sẻ là đây là 10 cái lý do mà khi Trân nhận thấy thì mình đã thay đổi được rất nhiều cái tài chính của mình đó nhỉ. Đầu tiên mọi người có thể thống kê lại, Trân sẽ thống kê lại cho mình 10 điều ha. Thứ nhất đó là cái sự nghi ngờ, cái sự tự nghi ngờ của bản thân đó nhỉ. Thứ nhất là sự tự nghi ngờ. Thứ hai là mình phải ra quyết định.
Thứ ba đó là sự trì hoãn. Thứ nhất là sự tự nghi ngờ, thứ hai là không dám quyết định, thứ ba là sự trì hoãn, thứ tư là sống theo cảm tính, thứ năm đó là thiếu tầm nhìn dài hạn, thứ sáu đó là thiếu kiến thức về tài chính và đầu tư cái gì, thứ bảy đó là không có cái nguồn tài chính dự phòng, thứ tám đó là mình luôn bỏ trứng vào một rổ, thứ chín đó là cần tìm một cái người dẫn dắt, thường chúng ta không sẵn lòng học hỏi, chúng ta chỉ dựa vào bản thân mình và sống tách biệt với những người thành công, đúng không ạ? Thứ 10 là mình cần lựa chọn một cái phương tiện đúng. Do là mình chưa lựa chọn một cái phương tiện đúng thì bạn hãy hình dung rằng ngoài kia không ai mà không siêng năng cả, ai cũng rất chăm chỉ. Nhưng nếu chúng ta chăm chỉ đạp xe đạp thì chúng ta vẫn thua một người không có năng lực mà họ đang đi xe hơi hoặc họ đang đi máy bay các anh chị. Nên mình cần xác định rất rõ là mình muốn gì. Nếu mà bạn đã xác định rõ được cái đích đến về tài chính mà bạn mong muốn thì hãy xem lại 10 lý do mà Trân gửi ở trên, xem bạn đang vướng phải lý do nào, mình sai ở đâu thì mình sửa ở đó. Và lớn hơn hết là hãy cho mình một cái niềm tin, nhớ lại lúc nãy Trân nói không ạ? Tôi là người giàu có, tôi là người xứng đáng được sống sung túc, tôi xứng đáng được có một cái cuộc sống mà do tôi thiết kế cái gì. Hơn hai hết bạn phải ra quyết định. Người ta nói rằng trong cuộc sống một người họ có hai ngày quan trọng. Ngày thứ nhất là ngày bạn được sinh ra đời. Ngày thứ hai là ngày bạn quyết định sẽ chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình. Không phải là do gia đình bạn sinh ra bạn giàu có hay không, mà do bạn quyết định là kể từ ngày hôm nay tôi Phạm Hoàng Anh sẽ kiến tạo cuộc đời mà tôi mong muốn theo cách của tôi các anh chị, theo điều mà tôi muốn, theo cuộc sống mà tôi muốn. Và khi bạn đã vẽ ra được, hãy nghĩ nó trong tâm trí của mình, hãy hình dung nó trong tâm trí của mình, cái độ giàu có mà bạn muốn là như thế nào, 100 triệu cũng được, 1 tỷ cũng được. Hãy thấy nó trước trong cái tâm trí của bạn, hãy viết nó ra giấy và rồi hãy chia sẻ điều đó. Tự động bạn sẽ tìm thấy. Hãy hỏi xung quanh bạn ai là người đang có cái thu nhập đó, hãy bằng mọi cách tìm cho được cái người đó, hãy nhờ họ giúp đỡ bạn, hãy hỏi cái gì, hãy dám hỏi, hãy dám ở gần người giàu, hãy tìm 5 người nào mà họ có cái thu nhập cao hơn bạn, họ có cuộc sống sung túc hơn bạn, ở gần những người đó nhiều thì bạn sẽ có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Và chúc tất cả mọi người sẽ tránh được 10 cái lý do này và trở thành một người giàu có sung túc. Nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể inbox cho Trân. Và nếu bạn thấy 10 điều này là có thể giúp ích được cho tất cả những cái người bạn xung quanh của mình, hãy share cho họ và hãy tag những người bạn của mình, hãy mời họ xem như một món quà để tất cả chúng ta có được một cái đời sống sung túc hơn. Tạm biệt tất cả mọi người.